Hi, xin chào các bạn, và dòng điện thoại Samsung Galaxy M14 5G và đã ra mắt tại thị trường Ukraine với mức giá hiện tại của dòng điện thoại này là 5.3 triệu dành cho phiên bản 4GB bộ nhớ trong là 64GB và 5.7 triệu dành cho phiên bản là 4GB bộ nhớ trong 128GB với mẫu cấu hình cũng rất là nổi trội các bạn. Một con chip mới của Samsung sản xuất đó là con chip Exynos 1330 các bạn nha. Chip là 8 nhân với tốc độ đạt đến 2.4GHz. Và đây là một trong những dòng điện thoại được ra mắt gần đây với một mức giá dưới 6 triệu của dòng điện thoại Samsung. Máy trang bị hệ điều hành là Android 13 và chúng ta sẽ có một màn hình IPS LCD 6.4 inch với độ phân giải là Full HD Plus. Chúng ta sẽ có camera selfie là 13 megapixel và 3 camera phía sau là camera chính là 5 megapixel và 2 camera phụ là 2 megapixel. Về dung lượng pin thì chúng ta sẽ có một dung lượng pin là 6000 mAh các bạn nha, rất là tuyệt vời, 6000 mAh và sẽ có tốc độ sạc nhanh là 25W. Máy còn hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến là 1TB các bạn. 1TB luôn. Quá là ok. Máy thì chúng ta sẽ có ba màu sắc để chúng ta lựa chọn, đó là xanh đậm, xanh và màu trắng, màu bạc các bạn. Còn khi nào mà về đến thị trường Việt Nam thì mình sẽ làm một video cho tay review gửi đến tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.